đến ốc Anh Quang, nằm trên đường Ốc Bích Khiêm nha. Địa chỉ ốc Anh Quang là 57 Ốc Bích Khiêm, phường 10, quận 11 nha cả nhà. Ốc này nổi tiếng là xe ốc đẩy trang trí đẹp nhất Sài Gòn này đó. Nhà thấy không ạ? Trang trí đẹp không ạ? Nhìn rất là bắt mắt luôn nha. Hành tỏi hoa dịp cho hai bên này. Chị ơi, hôm nay mình có những loại ốc nào vậy chị? Hôm nay có ốc này là ốc móng tay nè. Ốc này là ốc muỗng, còn này là ốc gì? Xà lông. Còn đây là ốc gà, ốc đảng, ốc cà na. Chỗ này sơ sơ là trên 10 loại ốc ha. Chị ơi, chị nói giá từng loại ốc cho mọi người nghe đi chị. Mình á, mình bán được bao lâu rồi chị ha? Mới khai trương à? Trước bán bên đường gần bệnh viện ấy, nhìn cái chiếc phương á. Một ngày mình bán trung bình khoảng bao nhiêu ký ốc hả chị? Khoảng 40 đến 50 ký ốc. Một ngày bán khoảng 40 đến 50 ký ốc ha. Còn cái nước mắm của mình có gì đặc biệt so với các loại nước mắm khác vậy chị? Cho mọi người coi được không ạ? Nước mắm thì có nước mắm đường, chanh, tỏi, xả. Anh để lúc nào em không thấy luôn. Mình có bán nước mắm chai không chị? Có. Một chai ấy, đâu chị cho mọi người coi. Chị thì chưa có đem ra một chai, một lít là 100 ngàn, còn chai nửa lít là 50 ngàn. À, một chai là 100 ngàn, còn nửa lít là 50 ngàn. Tại đây là làm nước mắm ngon, nước mắm tỏi ớt, nhưng mà tỏi ớt thì nguyên chất không, chứ không có pha vô cái nước là muối gì hết. Công thức nước mắm này là do mình tự nghĩ ra hay là ai chị hay là gia truyền? Nước mắm do mẹ chị nghĩ ra làm nước mắm này ha. Ở nhà tự xây hết luôn. Nhà chị ở gần đây không chị? Nhà chị gần đây không? Gần quận 6 này nè. Quận 6 à. Là hai vợ chồng chị bán ốc từ khoảng mới đây. Mới khai trương hôm qua cho đến nay. Còn xe ốc bên Nguyễn Trá là bán lâu rồi hả? Cái ốc này là lúc là mình bán. Tại vì ra đây đâu phụ ổng thôi. Là chị bán từ lúc mấy giờ đến mấy giờ? Vậy là từ ngày nổi tiếng là cái lượng ốc của mình nó có tăng lên không chị, hay là vẫn giữ nguyên như vậy? Ông anh của chị là xe ốc tên gì ha chị ha? Là ốc khách xạ luôn hả? Là hai anh em của chị thay phiên nhau bán. Cái ốc này là ngày nào mình cũng có những loại ốc này hay là tùy ngày, có ngày có ngày không hả chị? Tùy ngày, có ốc nào đó, có tại mùa này cũng không có ốc biển, như là biển cầm, biển có ốc này ốc đen, mình lấy ốc giá cao quá mình không có bán được. Có bao giờ mà khách nửa đêm mà gọi cho chị 9-10 giờ đêm mà hỏi mua nước mắm không chị? Có hả? Một keo nước mắm này là 10 lít hả? Một ngày chị bán được mấy lít nước mắm? Cái này á, ước lượng cái này chỉ có 1 lít á,
có định mở thêm chi nhánh không hay là sao chị? Có, định mở thêm một chi nhánh nữa. Chị định mở chi nhánh đâu? Ông bán, cũng là anh em trong nhà không à. Ông anh cũng hai ông bán bên đường Nguyễn Thị Phương á. Chị bán bên đây, còn một anh chị ra bán nữa. Chị anh em trong nhà bán. Ốc này chị cho thêm lá chanh đúng không chị? Lá chanh xả. Cái này ốc này là mình rửa bằng tay hay là mình rửa bằng máy hả chị ha? Đây chị rửa bằng máy. Máy nhỉ? Rửa bằng máy nó sạch trong riêu hơn nhiều chứ mình chà ngược lắm nó không có sạch bằng. Cái máy mà mình rửa ốc này nó có mắc không chị? Hả? Cái máy mình mua rửa ốc ấy có mắc không? Cái đó chị có bích nữa này ha, ông anh mua. Chị cũng không có hỏi. Này ông anh đã mua. À. Dạ, anh ơi cho em hỏi là cái máy của mình mua là máy đấy mua khoảng bao nhiêu tiền hả? À, tầm có 1,5 triệu à, nếu mà cũng luôn như hai dây này kia tầm 1,5 triệu à, vậy cũng à, mình mua cái máy là máy rửa xe cũng được, nó đỡ cực cho mình, nó đỡ cực cho mình, nó mới nhanh nữa. Dạ. Vậy là mình dậy từ lúc mấy giờ để mình rửa ốc hả anh ha? À, anh đi chợ thì 2 giờ sáng giờ xong thì về 7-8 giờ anh tới về rửa rồi. Anh đi chợ từ lúc 2 giờ sáng. 2 giờ sáng là đi. Đi lên tới chợ là 2 giờ mấy rồi xong mua đi vòng đi mua ốc này ốc kia ốc nọ vậy đó. Là về là rửa luôn. Là vậy là rửa luôn là 7-8 giờ. Rửa rồi cũng nhanh ha, nếu mà mình dùng một máy chắc khoảng 1 tiếng là xong ha anh ha. Đúng rồi. Nói chung mình cũng nhiều á, nếu mà số nhiều mình hơi lâu một chút. Tại chia ra hai chỗ bán. Ngày thường á, ngày thường là anh bán khoảng bao nhiêu ký ốc? À, bình thường bây giờ là như hai hôm qua mới khai trương thì bán 60-60 mấy ký. Còn nếu mà ngày chủ nhật thì anh bán tăng lên không? Nhưng mà mới khai trương bán 2 ngày thôi. Nhưng mà anh có dự định là mình lấy thêm ốc khác hoặc là mình tăng thêm lượng ốc không? Nếu mà cái tình trạng mà ốc nó hút chưa rồi. Có chứ, nếu mình ép mình sẽ thay đổi thêm ốc chứ. Mình sẽ thay đổi nhiều món hơn. Cái xe ốc của anh á, em thấy là nó đặc biệt với nó đẹp hơn so với những xe ốc khác lại vì do cái cách mà anh trang trí nè. Thì đâu anh có ý tưởng trang trí mà cái xe ốc mà nó hút khách như vậy? Thì mình thấy anh làm á, rồi cái mình cũng làm theo. Yeah. Anh hai và anh Quang á. Dạ. Yeah. Mình làm theo. Ủa, vậy là ốc anh Quang là anh trai của anh? Anh ruột luôn. Còn anh tên gì ạ? À, anh tên Đại. À, anh tên Đại. Vậy là xe ốc này là xe ốc của anh Quang, rồi anh là người bán phụ cho anh. Em anh Quang. Ông bên dễ thì bán ở đây hả? Như thay đổi hai anh em thay đổi. Anh có tính truyền nghề này cho con cháu bán ốc không ạ? Hay là truyền lại đi kiếp không ạ? Nói chung là cũng không có biết kiếp gì, cái này toàn nước mắm má mình làm không ạ? Mẹ làm. Còn cái nước mắm á, nước mắm của mình là ý là đặc sắc hoặc là nó thu hút cái gì mà nó lại khác so với nước mắm khác anh? À, thì nước mắm mình cũng bình thường thôi, tỏi, ớt, xả, chanh, đường thôi. Sao mình không cho lá chanh vô? Tại vì em thấy một số nơi người ta cắt nhỏ cái lá chanh vô cho nó thơm á. Lá chanh nhỏ vô nước mắm hả? Dạ. Bên này không có làm như vậy, làm theo cái kiểu nước mắm riêng của gia đình nào giờ. Cái nước mắm này nếu mình mua về mình bỏ trong tủ lạnh thì mình giữ khoảng bao lâu thì? Nói chung mà 4-5 tháng thì phải luôn. À, một chai nước mắm mình bỏ trong ngăn mát thì đợi 4-5 tháng phải luôn không ư? Rồi nước mắm thì ngon ha. Một ngày anh nhắm khoảng là anh làm được bao nhiêu lít nước mắm bán cho ốc tương đương với sáu? Nói chung là một ngày là làm 60 lít bán 2 ngày. 60 lít 2 ngày và một ngày là 30 lít một ngày là vậy là cũng nhiều. Và là anh có 2 chi nhánh là bây giờ là chi nhánh này mới, còn một cái chiều là anh bán ở bên Nguyễn Trãi. Không, anh Quang bán bên Nguyễn Trãi. Dạ. Họ đang về bán ở đây. À, là bán hai nơi là 2 chi nhánh. Đúng rồi. Yeah. Nguyễn Trãi là anh bán chỗ nào ha? Ngay chỗ cầu vượt bệnh viện Nguyễn Tri Phương, chứ cầu vượt đi bộ á, cầu vượt bộ hành nó đi qua thông lại qua bệnh viện á. Yeah. Là đường Nguyễn Trãi, nằm trên đường Nguyễn Trãi. Dạ. Yeah. Vành đai bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Rồi em cảm ơn anh nha. Dạ, cảm ơn anh, chúc xe ốc của anh là buôn may bán đất nha. Rồi cảm ơn nhiều. Dạ, rồi. Dạ, chào anh.